Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng gồm các ông Huỳnh Bá Thành, Nguyễn Đình Khánh Vân, Phạm Nam Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Sơn. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang đã trình bày với bà con cử tri những nội dung liên quan đến kỳ họp cuối năm, tình hình kinh tế xã hội của thành phố từ đầu năm đến nay đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đồng thời trả lời các kiến nghị của cử tri trong các buổi tiếp xúc trước. Đông đảo bà con cử tri xã Hòa Sơn đã bày tỏ sự phấn khởi về những điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thành phố. Cử tri cũng đã nêu ra một số vấn đề đáng chú ý, đề nghị thành phố quan tâm giải quyết như tình hình ngập úng cục bộ của các hộ dân sinh sống tại thôn An Cải Tây do nước từ đuôi đổ về mỗi khi mưa lớn, xây mới sửa chữa lại các khu vui chơi giải trí cho trẻ em trên địa bàn xã. Vì hiện nay các khu vui chơi đã xuống cấp, xem xét giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong dự án La Sơn Tuy Loan, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng cho các hộ dân sinh sống tại thôn Phú Hạ để đảm bảo an toàn cho việc đi lại trong các mùa mưa bão. Đại diện các phòng ban chuyên môn của huyện, thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp thu giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những kiến nghị còn lại sẽ được tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.